top kiến thức dư thừa trên xe máy mà có thể bạn chưa biết. Top 1 đó chính là cản sao. Cản sao hay còn được gọi là tay dắt, là dùng để cho người ngồi sau có nơi để cầm vào, nắm vào đúng chỗ quy định. Còn chủ xe thì dùng để dắt, đưa, đẩy hay là làm điểm tựa để đá trông đứng xe lên. Còn riêng đối với lại anh em nào mà không có bồ thì chi tiết cái cản này là một món rất là dư thừa, chỉ có đem đi giục. Đừng anh, cản em mới mua một củ bảy, anh nói giục là giục sao? Ê, anh quên cái cản nguyên khối của nhà Di Bắc. Top 2 đó chính là xi nhan. Ở bên nước ngoài thì xi nhan dùng để ra tín hiệu khi mà chúng ta muốn rẽ trái hay là rẽ phải, hoặc là bật hazard cả hai bên khi mà chúng ta muốn ra tín hiệu gì đó. Còn ở Việt Nam mình thì là dùng để đánh lạc hướng khi mà các bạn thường hay xi nhan trái, xong rồi chúng ta rẽ phải. Sao xi nhan bên phải mà chỉ đi sang trái? Cho tôi xem giấy tờ và đưa xe vào lề. Tại đường đông quá anh ơi, thế nên em hơi nhầm tí. Mà công nhận nói nãy giờ mới để ý thấy cái xi nhan này nó xấu thiệt á. Chủ xe đâu rồi? Vinh đi tìm chủ xe để giới thiệu cho chủ xe một cái mẫu xi nhan nó đẹp hơn cái này. Những cái mẫu xi nhan bên mình nó không chỉ nhỏ gọn đẹp mà nó còn sáng hơn nè. Sử dụng đèn led cho nên nó vô cùng sáng luôn nha mọi người. Top 3 đó chính là đèn luôn sáng cả ngày lẫn đêm. Không tắt đâu trời. Thật ra thì cái việc mà có thêm đèn pha ở phía trước đó, khi chúng ta bật lên là giúp cho cái xe của mình tăng thêm cái khả năng nhận diện, không có bị va chạm với xe của người khác. Cái này đúng khi đi vào trời mưa nè, hay là trời tối. Còn khi đi vào ban ngày á, hoặc là khi các bạn đi vào đường hẻm nè, những nơi gửi xe, hay là đi vào quán ăn á, đèn luôn sáng như thế này sẽ chiếu vào mặt người ta rất là bất lịch sự. Đôi khi á, đi ngoài đường còn hay nghe những người hay nhắc rằng tắt đèn như máu ơi. Nói vui vậy thôi, chứ một chiếc xe được các nhà sản xuất làm ra thì không có một chi tiết nào là dư thừa cả. Chẳng qua là nó chưa có phù hợp với lại mục đích nè, nhu cầu sử dụng và con mắt thẩm mỹ của mọi người mà thôi. Các bạn muốn xe mình đẹp hơn, gọn hơn, lạ hơn thì hãy ghé lại shop hai bánh. Sẽ có Vinh hay là những anh em kỹ thuật bên mình sẽ tư vấn cho anh em những món đồ phù hợp với lại chiếc xe của anh em. Vì vậy mà sếp bình thường hay chia sẻ là không quan trọng hóa đơn anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Vinh 3 tuổi, bye bye.